Emily chê bai thẳng mặt Trang Pháp. Drama chị em từ mặt, Lệ Quyên nói trong Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 là đây. Mới đây, netizen đã chia sẻ lại bài đăng của Emily về quá trình làm nên tiết mục Ước Gì Mưa Phi Trường ở vòng công diễn 3 Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Bài đăng này khá dài, kể lể và khen ngợi về các chị đẹp cùng đội với Emily gồm Lệ Quyên, Hồng Nhung, Huyền Baby, Trang Pháp. Tuy nhiên, tới phần Emily viết về Trang Pháp, cư dân mạng không khỏi giật mình vì ẩn ý chê bai đàn chị. Cụ thể, Emily nói rằng cô biết Trang Pháp muốn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng nên đã tin tưởng giao cho Trang Pháp nhiệm vụ làm nhạc với D-Tap. Tuy nhiên, cũng theo lời Emily nói thì Trang Pháp làm việc chẳng tới đâu, mọi thứ cứ rối nùi. Phải đến khi Emily tất tả chạy đến tìm D-Tap thì mọi thứ mới xong xuôi chót lọt. Tuy không viết rõ ra Trang Pháp không làm được việc, nhưng cái cách Emily nhắc khéo rằng tổng thể mãi chưa ổn, chưa thật sự chân chu hay nhiều khi do Emily đòi hỏi hơi nhiều xíu đã khiến cư dân mạng tức giận. Khán giả cho rằng Emily không nên cố nâng bản thân lên và đạp Trang Pháp xuống vì thực tế, khả năng sáng tác, đọc rap, nhảy múa, ca hát của Trang Pháp đã được chứng minh bằng cả quá trình. Dẫu vậy, vẫn có ý kiến cho rằng việc Emily chia sẻ về Trang Pháp là điều khá bình thường. Emily không có bất cứ lời lẽ nào quá quắt với Trang Pháp, việc có drama chỉ là do khán giả tự áp đặt. Trước đó, Lệ Quyên nhiều lần bóng gió chuyện bị ai đó trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng chơi xấu sau lưng. Thậm chí, Lệ Quyên còn nói rằng nhân vật bí ẩn kia đã tung chiêu dìm hàng Emily vì không giỏi bằng Emily. Cùng thời điểm này, Trang Pháp và Lệ Quyên mất tương tác trên mạng xã hội. Lệ Quyên liên tục đăng bài bảo vệ Emily, bỏ qua việc nói về Trang Pháp. Ở thời điểm hiện tại, ngoài việc bị chỉ trích vì phát ngôn liên quan đến Trang Pháp, Emily còn làm mạng xã hội dậy sóng bởi việc tự bình chọn cho mình 2 phiếu trong phần vote cho đội trưởng. Dù trước đó luôn miệng nói không muốn làm đội trưởng, nhưng hành động của Emily lại thể hiện điều ngược lại. Trước phản ứng gây gắt của khán giả, Emily chọn cách chia sẻ lại bài đăng của Hoa hậu Hennie nhận xét về mình. Cô dành lời cảm ơn nàng hậu vì đã dành cho mình nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, khi bị một khán giả hỏi thẳng lý do tự bình chọn cho bản thân làm đội trưởng, Emily đã không ngại đáp trả. Cô thẳng thắn nhắn vị khán giả này thử kiên nhẫn xem những công diễn sau của mình. Quan điểm và góc nhìn mỗi người mỗi khác. Có thể khi xem đến hết hành trình của tôi, có người sẽ ủng hộ quyết định ở tập này của tôi, cũng có người không ủng hộ. Nhưng tôi chỉ có thể nói một điều là tôi không làm gì thẹn với lòng, không hại ai và cũng không làm gì sai trái. Còn giờ, người thích thì họ sẽ hiểu và nhìn hành động của tôi theo một hướng tích cực. Còn người họ ghét thì tôi có nói gì họ cũng sẽ không tin và buông ra những lời cay nghiệt. Cái đó là quyền tự do của mỗi người, tôi cũng không biết phải làm sao, nữ ca sĩ thổ lộ. Trước đó, trong tập 11, Emily tiếp tục là người đảm nhận vị trí đội trưởng ở vòng công diễn 5. Kết quả này dựa theo số lượng phiếu bầu của các chị đẹp còn lại trong chương trình. Mỗi chị đẹp có 2 phiếu bầu, có thể bầu chọn cho chính mình hoặc người khác. Hai người có số phiếu bầu cao nhất sẽ trở thành nhóm trưởng. Tuy nhiên, thay vì bầu cho các chị đẹp khác, Emily là người duy nhất dành cả 2 phiếu bầu cho bản thân để có thể được làm đội trưởng. Điều này cũng giúp nữ ca sĩ nhận được số phiếu bầu cao nhất. Đến khi công bố kết quả, cô lại có phản ứng khá ngạc nhiên khiến khán giả không khỏi thắc mắc. Đây cũng là lần thứ 3 nữ ca sĩ đảm nhận vai trò đội trưởng, trong khi còn nhiều chị đẹp khác chưa có cơ hội này. Chia sẻ về lý do tự bỏ phiếu cho mình, Emily cho biết: "Tôi mong muốn trở thành đội trưởng, dù phải có trách nhiệm và lo rất nhiều thứ, nhưng tôi rất vinh hạnh khi được làm điều đấy cho các chị đẹp. Tôi rất thích thú trong việc sáng tạo trên các tài năng của các chị. Nhìn thấy các chị tỏa sáng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đối với tôi, đây là một vinh hạnh chứ không áp lực." Ngoài ra, Emily cũng bị chỉ trích vì lúc nào cũng ở chung đội với Lệ Quyên. Thêm nữa, khán giả cho rằng Lệ Quyên được ưu ái quá đà nên Emily mới đi theo đàn chị. Dù Lệ Quyên, Emily nhiều lần đáp trả nhưng khán giả vẫn không cảm thấy hài lòng. Có thể dễ dàng nhận thấy ngay từ đầu, các chị đẹp đến với chương trình phần lớn mang tâm thế dạo chơi, thử thách bản thân thay vì thi thố hay tìm lấy cơ hội tỏa sáng trở lại. Format của chương trình cũng cho thấy đây là nơi để các chị trở lại sân khấu thay vì tìm thấy ánh hào quang. Chính vì lý do ấy mà không nhiều chị đẹp đặt nặng vấn đề hơn thua tại cuộc thi. Thay vào đó, các chị chú trọng việc khai phá tiềm năng bản thân, bứt phá giới hạn. Với thông điệp ý nghĩa, cổ vũ những người phụ nữ vượt khó khăn, đạp nghịch cảnh, nhiều nữ nghệ sĩ tìm đến chương trình để một lần vượt qua giới hạn bản thân. Điều có thể dễ dàng thấy được là Emily muốn được thử sức nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn cho từng công diễn. Nhưng có lẽ bởi vì quá non trẻ nên nữ ca sĩ sinh năm 92 đã bị cuốn vào cuộc chiến. Ngoài vũ đạo, Emily có thể tư duy dựng bài, dàn dựng sân khấu, thể hiện rõ nét qua màn solo cá cắn câu ở phần mở màn. Các
Các chị đẹp khác cũng công nhận khả năng của nữ ca sĩ, nên Emily được đà chứng tỏ bản thân qua những lần làm trưởng nhóm. Trong đó, chị đẹp Lệ Quyên là một trong những cái tên đầu tiên chọn Emily về đội khi thấy được tiềm năng của cô. Điều này cũng khiến Emily bất ngờ. Nhưng qua từng vòng thi, khán giả có thể thấy niềm tin của Lệ Quyên đặt nơi Emily hoàn toàn có cơ sở. Việc hai nữ nghệ sĩ chung đội với nhau suốt các công diễn cũng không phải mới lạ. Ở format gốc, Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng cũng có trường hợp hai nữ nghệ sĩ thân thiết chung đội trong suốt các công diễn như Đàm Duy Duy và Tiết Khải Kỳ của mùa 3. Vì thế, dùng lý do chung đội với Lệ Quyên để chỉ trích Emily hoàn toàn bất công cho cô. Hơn thế nữa, việc thành đoàn, thành lập một nhóm nhạc nữ sau chương trình dường như không mang nhiều ý nghĩa với những nghệ sĩ solo. Ngay cả ở chương trình gốc Trung Quốc, nhóm nhạc được thành lập cũng không duy trì được lâu mà chủ yếu mỗi nghệ sĩ phát triển năng lực theo hướng riêng. Việt Nam vẫn là một thị trường không chuộng nhóm nhạc, tương tự Trung Quốc. Chính vì lý do ấy, việc chiến thắng cuộc chơi chị đẹp và trở thành thành viên một nhóm nhạc nữ đương nhiên không mang lại cho cô quá nhiều lợi ích. Không thể phủ nhận rằng Emily có sai sót khi bước chân vào chương trình này. Đấy là lý do vì sao nữ ca sĩ phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ phía cư dân mạng hơn so với đồng nghiệp. Trước tiên, Emily đã quá cả nể Lệ Quyên dẫn đến việc cùng đội với chị đẹp trong suốt 5 công diễn, khiến khán giả nhìn nhận Emily không có sự bứt phá ở mỗi phần trình diễn và chọn Lệ Quyên để được an toàn. Bản thân Lệ Quyên cũng không tránh khỏi những hoài nghi từ phía khán giả khi liên tục được đánh giá cao, dẫn đến Emily cũng rơi vào sự so sánh của cư dân mạng. Như Emily đã từng chia sẻ, lần đầu tiên bước vào ngôi nhà chung, kể cả Lệ Quyên cũng không biết Emily là ai nhưng vẫn giang đôi tay đón cô về đội. Sau công diễn 1, khi cả hai đã bắt đầu thân thiết và hiểu nhau hơn, Emily đã nhận được sự ưu ái của Lệ Quyên, dẫn đến câu chuyện em chọn chị chọn em trong suốt các công diễn sau. Emily đã quá cả nể sự ưu ái của Lệ Quyên dành cho mình nên không đủ mạnh mẽ để khước từ. Nếu là một người quan trọng đến vị trí hay khát khao center, liệu Emily có tự đưa mình vào thế khó hết lần này đến lần khác? Bản thân Emily hoạt động nghệ thuật 10 năm nhưng vẫn chưa có chỗ đứng trong giới giải trí. Emily có khuyết điểm không? Chắc chắn có. Cô cũng thừa nhận yếu điểm của mình. Bù lại, nhìn nhận một cách khách quan, Emily có thế mạnh nhan sắc, vũ đạo và biên dựng sân khấu. Vào đội Lệ Quyên, Emily có cơ hội bù đắp khiếm khuyết giọng hát, lại được chị Đại giao trọng trách dàn dựng sân khấu, đúng sở trường, giúp Emily có nhiều đất diễn chứng tỏ bản thân. Điều này giải thích lý do vì sao Emily mong muốn làm trưởng nhóm để phô bày khả năng hết mức. Dù vậy, nhìn nhận ở một mặt tích cực, Emily đã có nhiều đóng góp để đưa phần trình diễn của cả đội vào vòng an toàn ở các công diễn trước. Emily được chính các chị đẹp khác như Phương Vi, Hohenie, Khổng Tú Quỳnh hay Diệp Lâm Anh thể hiện sự nể phục khi được đấu cùng một người ngang tài ngang sức. Có lẽ điều này có thể là dẫn đến việc cô càng muốn được đóng góp nhiều hơn cho mỗi màn trình diễn.